bụng lên thẳng tới bụng lên tới trên này nè. Hồi đó có con rắn hai đầu kia nó gặp không dám luôn. Trời ơi. Con rắn hai đầu luôn gặp đây mà sợ không dám trời lại đây không dám xiệt bụng ra là cái gì đó. Bụng sâu lắm anh ơi. Bụng lên cao vậy là lửng lắm liền. Mến chào cô bác anh chị em, hiện tại Cao Hớn mình hôm nay trở lại cái gạch mã trường. Cái con gạch này thì nằm trên một cái đường lộ là có một cái cây gáo mà hai tuần trước mình với em Phong Bụi đã từng quay. Và mình cái cốt truyện của cây gáo này của quyền bí vô vi ngày xưa thì hai anh em mình không nắm được, chỉ quay qua một cái clip cho bà con cô bác mình xem. Thì hôm nay mình có duyên mình trở lại đây để tìm về chú Tư Nhã để quay vài clip về vụ án mà ngày xưa từng chấn động cả nước Việt Nam mình, là vụ án hai tửng luyện Thiên Linh Cái. Thì mình có dịp thì gặp được chú Năm là người dân sống tại nơi này. Chú biết gành về cái cây gáo này, có những cái điều tâm linh ngày xưa cũng như bên cái ngôi miễu đó. Thì mình nhờ chú chia sẻ lại clip thứ hai này cho bà con cô bác mình nghe nhé. Đây, đây là nguyên một cái thân cây gáo nè, rất là to và lớn. Giờ này mình đi cũng tầm khoảng buổi chiều khoảng 3 giờ. Còn bên đây là ruộng. Cái gốc rất là to. Trước tiên mình sẽ quay toàn cảnh lại cái một lần nữa về cái cây gáo to như thế này cho bà con cô bác mình xem. Sau đó thì chú Năm sẽ chia sẻ lại những cái điều tiếp theo. Ở đây thì có một cái bọng cây. Bên trong thì rất là rộng và lớn. Trên đó thì có một cái ổ mối cũng rất là to, được gắn liền cái chân chỗ cái nhánh, mà cái nhánh này là độ cong vằn vện, nhìn rất là cổ kính, được nghiêng về cái ngôi miếu, giống như là có một cái nhánh này che mát cho một cái ngôi miếu bên đó. Thì lần đầu tiên Cao Hớn mình mới gặp được một cái cây gáo mà to lớn như thế này. Lúc trước mình có quay phim khoảng 5 rưỡi trước, mình có quay một cái cây gáo mà khoảng 150 năm, rất là linh thiêng và nhiều điều kỳ bí tại cây gáo đó. Nhưng mà hôm nay mình gặp được cây gáo này thì quá trời lớn to so với cây gáo 150 năm đó. Là cái cây cổ thụ đúng không anh Hớn? Đúng rồi. Dạ. Đây cây này đúng không chú Năm? Dạ, cây này cổ thụ, cây là gáo gì? Cây là cây gáo vàng. Cây gì chú? Cây gáo vàng. Gáo vàng là cây gáo vàng. Cây gáo vàng. Dạ, hồi khoảng 2 tuần trước á, con với em Phong Bụi có ghé đây nhưng mà không được cô chú mà cái địa phương này để chia sẻ về cái cây quyền bí cây gáo lâu năm này. Hai con chỉ quay phim cho bà con cô bác xem thôi. Hôm nay có duyên thì con với em Nhân chứng trình nồ nè, có gặp được chú Năm là người dân địa phương ở đây. Con có thể nhờ chú Năm chia sẻ về những cái điều quyền bí vô vi ngày xưa từng xuất hiện tại cây gáo với ngôi miếu này á chú Năm. Nói chung cây gáo này trên 200 năm, hồi xưa nó 2 cây, bây giờ nó còn 1 cây. Mấy chục năm hồi đời tính ông già tôi biết hiểu nè, tới đây nó lâu lắm. Thì trên 200 năm đó, bị nó bự rồi đó, 1 cây nó chết, còn 1 cây là còn 5 cây này. Nhưng cái bọng bự lớn lắm, bây giờ nó liền lợi nè, bên đây cái bọng lớn nè, quay bên đây cái bọng. Hoành này dành trên 4 mét, bị hoành. Nó lên hiển thế này. Bên đây là có bọng nữa hả chú Tư? Có bọng nữa, đây nè. Ồ. Nè, nè đốt đó đây nè, bọng đây nè. Không có rồi đó, con rắn nó đầu đi. Vô đó cần coi cái. Quay để nó bọng nè, bọng bự lắm đây nè. Ồ. Bọng lên thẳng tới, bọng lên tới trên đây nè. Hồi đó có con rắn hai đầu kia nó gặp, không dám luôn. Trời ơi. Con rắn hai đầu luôn gặp đây mà nó sợ không dám nghe. Giờ lại đây không dám xiệt bọng ra là cái gì đó. Bọng sâu lắm anh ơi. Bọng lên cao vậy là lửng lắm, nó liền rồi đó. Còn con thấy thì hiện tại thì cái bọng này là như thế nào chú Tư? Cái bọng này cũng bọng luôn. Anh sợ clip đời người ta lấy cây thắng nè. Anh gọi đèn pin vào thử thông xuống dưới nè. Thông tuốt luôn, tuốt lên đây giờ nè. Tuốt hộp tay lỡ có con rắn hay sao? Không có, tuốt cho này lần. Con thấy là hiện tại cái bọng nó giống cái đầu con rắn hay đầu con rùa gì quá chú Tư. Có con mắt kìa. Nó vậy đó. Em thấy không? Đây nè, cái hình này nè. Cục qua máu, cái máu đó. Lời ra đó. Chứ nó sâu lắm, cái bọng lên tuốt cho này lần. Thấy không? Cưng gái qua thấy cái mắt này, nhìn màn hình thấy con mắt không? Nhớ cái miệng cái mỏ không? Thì gáo này nói chung hiện linh anh lắm. Xuống dưới phía dưới, nó thông xuống dưới luôn. Thông được chỗ lên ra luôn. Nó cái bọng này quanh. Vậy là ở trên này thông tuốt trên luôn hả chú Tư? Tuốt lên ra luôn. Cái này dán này tắn lại đừng cho nó liền nè. Tắn đừng cho nó liền. Anh xịt cái này lên trên. Không ai dám động mé nhánh mé bọng vậy trên cái gáo này.
có trên lâu dữ lắm. Nhưng mà lý do vì sao mà không ai dám đụng chạm đến cây này? Bởi vì cây này cổ thụ lâu, có hồi xưa có bà xẹt, bà để thường mấy ngày rằm nữa ở đây xẹt bị ngang một chiếc cổ dài lên trên này, bằng đêm rằm tháng trăng. Bà xẹt tức là bà về bà trên đầu cây. Trên đầu cây đầu ở trên đầu cây về đây hoài. Có những người thấy hiên linh lắm. Chú ba phiếu nãy hổng nó cũng gặp tôi, hổng có về nhà hổng gặp, nó gặp hoài mới rằm lớn. Có vàng mới nghe lần đầu. Ở vùng Cù Lao, vùng Cù Lao Đạch Má Trường, xã Tam Quề, huyện Bình Định, Đồng Tháp. Và có điều là chú Năm hồi nãy nói là trong đó từng xuất hiện gắn hai đầu, là lúc đó con gắn hai đầu nó to ba lớn cứ Năm. Nó thì không biết bằng cùm tay vậy, thằng bủ của đó nó ở đây cái gấu ngoài kia, trại con nó còn kìa. Nó lên nó soi nó gặp nó sợ không dám lên ăn luôn. Dạ. Nó vô nó cắp nó hồi nó không dám lên luôn. Chứ tôi thấy nó thấy rồi kể lời tôi mấy mà nó chết rồi. Đó là nó bên nó chịu bắn người đó, lính hậu trào Ngụy, nó gan lắm mà gặp bên sợ luôn, tới giờ không dám lên gần đi. Nó ăn cắp chuyên môn nó sợ. Bị có thì cũng thấy rõ ràng. Còn nói chim, còn ở đây cu gắt cu rồi không ai dám lợi gắt đi. Vì nó lợi con cu ở đây nó gáy ha, ông nào gắt cu lợi đi, cu đá thêm. Đâu có dám động chạm nhánh này. Và bữa hổm con với em Phong Bụi có ghé đây một lần hai tuần trước thì có hai anh mà đi bắt cá ở đây. Anh nói mấy anh có ngon thách đố thì cầm đèn pin gọi lên chảnh và mong muốn thấy cái gì thì cứ nói đi. Thì mấy anh sẽ biết. Và cái đó là sao? Cái đó là linh nghiệm là như người ta thấy không cho thấy. Ngày đêm bây giờ lâu rồi nghĩ vẫn còn như xưa nữa. Hồi xưa đêm rằm nào cũng gì. Cái này khoảng 3 4 người không chú Năm? Rộng 4 người à. Quanh này có nói chung tay thử ba người chắc bà. Cũng có 4 người à. Ba bốn người á. Tôi chưa được nửa cây. Bốn người âm. Lúc trước thì bà thường xẹt về thường xuyên hả chú Năm? Đậu tinh đột xẹt lên này. Bây giờ mấy năm nay ít. Dạ. Yeah. Mấy năm nay không còn lên nữa. Chứ mấy năm trước thì mấy năm trước có thường đêm rằm cho Tết. Không dám trù rũa ở đây cái vùng này, không dám ai trù rũa được. Anh kêu. Rồi có ai mà không biết mà từng lại đây mạo phạm với cây gáo này không? Không ai dám được. Hồi đó xong rồi có bên này có làm chặt nhánh, hỏi ông chủ đất chặt nhánh để lấy củi chụm đó. Ông mà rồi ông chặt nhánh về đêm đó là vợ ông chết luôn. Chặt đấy. Nhánh là chết luôn. Ừ, lấy nhánh mới nhà vợ ông chết luôn. Lấy nhánh cây gáo hả chú Năm? Ừ. Rồi ơi. Ghê lắm. Nhà sắt bên này nè. Còn cái miếu này, cái ngôi miếu này là sao? Cái miếu nào trước là miếu bằng cây. Rồi sau này chủ đất mới hư. Mấy giá vàng để cắt lợi là 2001, 2002 gì tới đây giờ nè. Chú đất này là chú đất cắt cái miễu này nè. Có thờ cúng chuối đồ đó mà người ta lại xin số cúng rồi thì cũng không có cho số. Nói chung thì không có cho số gì trên. Dạ, vậy là ngôi miếu này được gọi thờ là ngôi miếu vị thần nào hay là vị nào? Không có thần lên để gáo miễu gì thôi. Cái gáo miễu. Cái gáo miễu với cái miễu sao chứ không có bà chú xứ tên gì thì tích đó. Bị lâu đời rồi, lúa mùa tới giờ, chủ đất tới giờ. Và cái điều đặc biệt nè, chú Năm có để ý không chú Năm? Là con thấy những cái nhánh gáo. Cái đặc biệt nhất là cái nhánh này nó sẽ che cái bóng mát cho cái ngôi miếu của mình bên đây. Ngộ ha. Rồi không có nhánh nào trơn. Không có nhánh nào. Chỉ có một cái nhánh này là che qua cái ngôi miếu thôi. Còn ngoài đó là không có nhánh nào hết. Ngộ linh gì. Đó đây chu vi này rộng lắm, bây giờ chuột bọ ta phá bớt vô nè, chứ đâu dám đụng gần gũi đây. Sáng đồ múc ở đây mà không lên không cúng là đứt dây cáp trên. Ồ. Múc xong đó, qua đây phải giấy vàng. Hồi khu chính lên múc với rạch với trường này nè. Tức là sáng cạp mà. Sáng cạp cái gạo lên đem không cúng mà lại đây là đứt dây ra, đứt dây ra. Là phải qua đây cái miếu này để cúng. Rồi qua miếu này không xin. Cúng xin ra là đứt dây cáp luôn. Mấy giấy thằng gà, phiếu mua cúng ra mấy đêm. Mà không phá với ai mà không tin tưởng cái vùng này là cũng như linh hiển cái gáo này. Không có dám động địa kêu rủ tù. Ủa gì mà không có xin số gì cho nha chung. Cái chiều cao của cái cây này con thấy là hình như là nó cao nhất so với tất cả những cái cây ở đây luôn. Nó lớn cổ thụ đó đây. Anh em mình thấy rồi. Cây gáo mà cái độ mà to mà khoảng gần 4 người ôm như thế này thì anh lần đầu tiên mới thấy luôn đó. Tại lúc trước anh từng quay một cái cây gáo 150 năm nhỏ hơn nửa cây này thôi. Có nhiều điều linh thiêng giống như là chú Năm vừa kể. Cái cây này cây 100 năm, cây này từ 200 năm, từ 200 năm lên. Thường thì những cái cây to này nè chú Năm. Với thứ hai nữa là những cái sáng cạp ta đi ngang thì không cúng giấy thì đứt dây. Hoặc là ai bẻ nhánh thì như bị trừng trị, bị mất mạng giống như chú Năm vừa kể. Thì đúng. Theo chú Năm lớn tuổi thì chú Năm có nghĩ là một vị thần ở ngữ cây này cố, hay là hay đi. Là một những cái vong hồn vong linh khác. Bà cố, nói bà cố đi, bà chú xứ. Dạ bà cố. Bà chú xứ.
quả sẹt mà đêm sạt lửa mà bay thẳng lên trên, mà đêm rầm. Bây giờ ít thôi, thời buổi giờ ít, không còn như mấy trước. Chim cò đậu con cua cườm nó cái hay đó, ông kia cua cũng gắt lên, là ông gắt hồn cua ông trong lòng bay luôn, không dám mà rồi gắt bay lòng luôn, gắt cua mà con cua đó đi mất tiêu luôn. Con cua nó gáy ông gắt là trong lòng con cua bay cổng chuồng luôn, không có được, bị con cua của bà nuôi đâu có lợi đây bắn chim bắn gì được. Đó, kia nó gặp ở đây con rắn hai đầu nó quẳng luôn, không dám lợi, gọi thấy gì đó. Nhà bà quá hiện ra cho thấy gì không dám lợi động địa đó. Chứ còn nói chung gì tôi ở đây lâu mà tôi về nhà còn mấy người ở này mà đêm thấy. Con nghe nói lúc trước là cái phần cái cây này nè, thì cái bọng ở trong đó rất là to và có cái miệng vô đó luôn. Có chung rồi, tôi chung vô được nè, mấy năm trước. Chú Năm có chung vô đó luôn. Còn chung còn nhỏ, tôi chung với bò, năm nay tôi già hồi đó thì còn khoảng 15-16 tôi chung được. Cái bọng bị lớn vậy nó liền lợi. Đi nghiêng mình vô được, bọng mình ra lớn vậy nó liền lợi. Mà chú không sợ sao mà? Không có sợ đó, nhỏ mà mình biết đâu có gì. Đó là bờ cao, cái bọng này cao đến 1 mét lận, ở trong luồn lên cao. Sau này nó tấn cái dáng này sợ nó liền nè. Bủ mấy giờ tấn lên tụng. Ủa mà sao người ta lại tấn dáng này chi vậy chú Năm? Sợ nó liền lợi để coi cái bọng còn linh hiển với cái bọng nó bự. Nè bên đây dáng này với cái bọng nè. Có những cái lõi cây ở trong cây. Đó nhìn thấy nó chú Năm có nhìn kỹ cái lõi cây này không? Là có cái mắt kìa, giống như có một cái con mắt và cái đầu ông quy ông rùa vậy đó, rùa, như là cái đầu gắn vậy đó. Nó u nụ vậy. Có con rắn ở đây. Những cái cây mà cổ thụ càng lâu năm á, thì những cái hình thù khi mà nó tạo ra đó anh hớ càng kỳ quái. Đúng rồi. Và nó tạo ra rất nhiều liên tưởng cho mình. Tuốt trên đó cũng phần cao quá, từ đây lên đó khoảng 4-5 mét mà ổ mối lại đóng trên đó rất là to luôn kìa. Từ cái đó là đi ra cái nhánh về cái ngôi miếu bên bển. Và ở trên cây thì có rất nhiều những cái thân tầm gửi á, của những cái loại cây khác á. Như giác, đồ bò lên hoài, tuốt trên, mà thẳng đã luôn, cho đọt luôn. Một bọng người trong đêm mai dám động địa gì, đi ngang đây nhiều người sợ lắm, không dám đi. Đó là đi ngang đây người ta sợ lắm. Đâu đâu có đường đi sợ, ở đây cù lao này chỉ có cây gáo này với hai cây ba cây vậy. Với cây dâm trên này đâu có gáo nào bự. Mấy trăm năm đồng đó đâu phải đường xa mới có một cây. Thành ra ở đây lúa mùa, mùa năm mà cải 75 lên có hai vụ chứ có cái cây gáo một. Không có cây này bự mới đây thôi. Cây gáo này nó lâu đời lắm. Gắn hai đầu thì đã hiếm rồi. Gắn hai đầu mà không, thằng đó thấy thôi, mới tôi gặp em tôi mới kể ngày hôm qua kia nó bủ thấy là đó chết rồi. Nó chuyên mân là giết người, là như thí dụ nào tử hình nó cầm súng bắn đó, nó gan lắm, nó trộm mà gặp nó tới giờ nó không dám lại gần đây. Con nó giờ cái trại còn ở đó, nó chết rồi. Ghê lắm, sợ. Gắn hai đầu thì ở ngoài đời mình gặp nó là rất là hiếm rồi, nhưng mà lại ở ngay một cái cây linh thiêng nữa. Thằng đó gặp tới giờ không ai gặp được trơn. Chỉ có trăng thí dụ ai gặp hợp thì gặp. Với bà chú xíu rồi gặp. Mình tiến lên đường lộ đi nha, để mình quay lên cái thân cây ở phía ngoài này. Qua bên đó quay lên. Thấy cái độ rộng này, độ rộng quay bên. Cây này anh đoán cao khoảng bao nhiêu mét anh hơn? Khoảng cỡ 20 mét à. Nếu mà tính cái ngọn luôn á, từ cái gốc lên tới trên bự lắm, to lắm. Cái thằng nhánh cần để ý rồi kìa, nó sằng sùi đó. Cái sằng sùi và cái độ nha, nó cong rất là khác lạ so với những cái cây mà khoảng cây gáo bình thường. Tất cả những cái nhánh thì không ai dám mạo phạm hết luôn đó. Chú Năm hồi nãy có nói đó là có một người lại từ lúc đó mà bị chặt cái nhánh lấy về làm củi mà bị chết đó. Mấy ngày sau chết đó là từ đó tới giờ là tất cả những cái củi gì rớt xuống, tự nó khô nó rớt xuống thôi chứ không ai dám bẻ. Chú Năm là từ cái lúc mà cái người đó bị nhặt củi mà về để chậm mà chết rồi đó, là mấy cái lần sau tới giờ là không ai dám mạo phạm luôn hả chú Năm? Không dám. Ông Tà Tương đây nè, ổng là ổng con sinh ông này. Ông chặt mấy nhánh đất này, ông bữa cưa có mấy nhánh mé nhánh xuống về là vợ ông chết. Vợ ông chết là kêu luôn. Ông cưa có vài bữa là vợ ông chết luôn, chết không biết, không có đau ốm gì đâu, chết là kêu luôn. Nên hiển ông ấy dám đụng cho trộm chú đất không, ông chú đất ông nói ông làm tôi không dám. Thì ông chú đất tên Hoàng Quang. Còn mình ông đúng là ông Tà Tương, vợ ông Tà Tương chết. Đất này cũng ông già ông để là 40 cộng đây. Hồi đó hai cây, nó chết một cây còn một cây đó, kêu gói đâu bây giờ có miễu. Cái điều đặc biệt mà tạo nên cái độ dẻ quyền bí hiện tại bây giờ chú Năm là có những cái cây dây giác leo bò và quằn chặt chằng chịch á, nhìn thấy nó gùng gợn á nhanh, nó hồng vệ, nó tạo giá bạc cũ kỹ lắm thấy không.
cũ xưa lâu đính đồ nặng lời lắm. Thì mà không ai dám đụng chạm, nó giống với những cái cây ở trong miếu Bảy Bà mà anh em mình từng đi á anh hớn. Miếu Bảy Bà với miếu bà cây xây. Dạ. Lụm củi để nấu ăn ở trong miếu thì được, còn đem ra ngoài là có chuyện. Hoặc là động chạm vào là có chuyện. Được. Ai lấy củi không sinh về thì bị hành. Dạ. Đâu có dám dọn bỗng vậy trồng vườn. Nếu mà một mình ên cưng mà buổi chiều tối cưng lại cưng hướng đây thì chắc đâu có dám phải không? Nhìn cái cây này là cái độ nó giống như cây cổ thụ và có những cái dây leo chằng chịt. Cái cảm giác như là mình đang suy nghĩ là có những cái con này con kia rất là to và lớn để chú ngủ vào cái căn cây này hả chú Năm? Có, đó có, bây giờ gần đường nó đi tạt rồi. Chứ đó là có đó. Chim cò rồi đó lại nhiều lắm, bây giờ dân số đông đảo nó bay đi. Chứ tôi bắn cò có chim dữ lắm mà lại đi bắn đâu được. Vì lắm bà cho bắn đâu. Dạ. Không có cho bắn cây này rụng nhánh đồ dây giác gì đồ ai có dám nhánh. Ở đây có nhánh rụng nè. Nhánh rụng nhưng mà ta không bao giờ ta dám đụm để làm củi phải không chứ Năm? Kìa kìa có nhánh bự cái đầu rụng ngày xưa lâu quá lâu rồi kìa. Dạ. Đó ta vẫn để nguyên à. Chủ đất chưa gì nó cúng cúng ai ăn làm cho tất nữ không có dễ. Dạ. Thôi vậy cũng chiều rồi để cho chú Năm về nha. Dạ. Dạ hai con xin cảm ơn chú Năm rất là nhiều ạ. Dạ. Chúc chú Năm nhiều nhất khỏe nha chú Năm. Dạ. Dạ.